kẹo dưa hấu hay quá. Tớ tìm thấy nó đầu tiên nên tớ sẽ ăn nó. Ngon thế. Bạn có gì đấy Betty? Tớ có dưa hấu, nó lớn hơn kẹo của bạn nhiều. Hãy nhìn Mary kia kìa. Ôi, tốt hơn đừng có giúp tớ, mất bao nhiêu công giúp tớ mới mang về được đấy. Ôi, nó to quá, ngã. Chúng ta đang ở đâu đấy? Ôi, tớ không biết gì ở đây hết. Ôi, hình như ở đây rất là đáng yêu. Ôi, đây là bắt đầu thử thách đấy. Ôi, kẹo cao su trong chai nước ngọt, thật là bất thường. Thật tệ là phần quá nhỏ. Còn tớ thì là người may mắn hơn. Tớ rất muốn nóng lòng thử rồi. Ôi, tớ không thể nào mà tin được. Trời ạ, hãy nhìn của bạn ấy xem. Tớ đồng ý. Đó là một niềm vui, tớ rất thích khởi đầu này. Tớ muốn ở vị trí của bạn. Nhưng tớ rất tiếc cho bạn đấy Mary. Tất nhiên rồi, tớ đã mơ một phần lớn hơn. Nhưng cái này trông cũng rất là đẹp. Ôi, cái hương vị này thật là tuyệt vời, tớ rất là thích luôn. Tớ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Kẹo cao su này rất mềm và rất dễ thổi bong bóng. Ôi, cái lọ này rỗng rồi. Trời ạ, tớ mới có thử được một tí. Thôi không sao, tớ sẽ liếm cái lọ này. Cần phải làm từ từ và không sót lại một tí nào. Đấy, bây giờ xong rồi, có thể vứt bỏ đi. Trời ạ, tại sao bạn nhét vào miệng vậy? Bạn thật là bẩn thỉu. Bởi vì những cái bong bóng như này này. Đấy là cậu đây Chase. Ừ, ok luôn Betty. Tớ ngồi lâu quá rồi. Nhìn như viên kẹo cao su trông thật là ngộ nghĩnh. Wow, hương vị này thật là phong phú. Tớ không mong đợi điều này đâu. Tớ sẽ cố gắng thổi phồng bong bóng. Nó rất là dễ dàng. Mary đã không lừa tớ. Ôi, tớ cần đổ sung. Tớ muốn thổi bong bóng hơn nữa. Tớ nghĩ rằng điều này rất là tuyệt vời. Bây giờ chai có thể vứt đi rồi. Ôi, nhìn này. Ôi, bong bóng lớn làm sao. Ôi, ai giúp tớ với tớ không nhìn thấy gì cả. Trời, ai tắt điện vậy. Ôi, cậu thật là hài hước Jess. Nhưng mà tớ thì không vui chút nào. Làm nào để tớ phải gỡ bỏ tất cả đấy. Ồ, được rồi. Đừng có cười nữa. Đấy là cậu đấy Betty. Ừ, bạn nói đúng đấy. Đến lúc phải bắt đầu rồi. Cần phải căng thẳng để ép kẹo ra. Ôi, không được. Thôi được rồi, để tớ thử để như thế này rồi ấn nhá. Ôi, nhìn này, nó hoạt động rồi. Bây giờ phải làm bước cuối cùng. Nếu mà tớ làm một buổi massage thì sao nhỉ? Betty, thở đi, cậu cần phải bình tĩnh lại. Bây giờ tớ hoàn toàn bình tĩnh bởi vì tớ đã làm được điều đó. Nhìn này, kẹo cao su trông rất là ngon. Đến lúc phải cho vào trong miệng rồi. Ôi, hương vị thần thánh. Tớ đã không nỗ lực nhiều như vậy. Ôi, tớ không muốn dừng lại. Ôi, chúng tớ đang chờ đợi một bong bóng rất lớn đây. Tiếp tục đi Betty. Nào, nhìn này. Sao, bạn thích không? Nhìn trông rất tuyệt phải không? Ôi, chuyện gì thế này? Tớ không thể cử động được cánh tay mình. Trời ạ, dính chặt vào rồi. Ôi, trời ạ, bây giờ tớ phải làm sao? Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ thử một ít kiểu cậu nhá. Thật tớ cũng thế. Cái gì nữa đây? Giống như một quả bóng bay nhỏ nhỏ. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy quả bóng nhỏ như vậy. Ồ, wow, tớ không thể nào mà tin được vào mắt mình. Đây chắc chắn là quả bóng bóng và tớ rất thích nó. Jess của cậu là cái gì nữa đây? Quả bóng bay lớn. Tớ gần như không thể nào mà vòng tay qua nó. Thật là đáng kinh ngạc. Điều này có thể sao? Ôi, thật đau lòng khi nhìn vào những cái phần như thế này. Thôi được rồi, tớ sẽ xem vậy. Ồ, có kẹo sô-cô-la ở bên trong này. Nhìn vào ghen tị đi. Của các bạn không có cái như này. Ôi, nó tan chảy trong miệng luôn. Nhân tiện, bên trong rất là tuyệt vời luôn. Ôi, của bạn thì sao? Tớ nghĩ đến lúc phải tìm ra rồi. Jess, tớ sẽ là người tiếp theo. Giờ bạn sẽ thấy thôi. Tớ sẽ thắng bạn. Tớ đã nói rồi mà. Trời ạ, đừng có mà. Ôi, tự hỏi có gì bên trong nhở? Đến lúc phải mò và tìm hiểu rồi. Tớ chắc chắn là tớ cũng sẽ nhận được một cái gì đó ngon. Trời ơi. Ôi, tại sao là như thế này? Mặt tớ bẩn hết rồi. Ôi không, trời ạ. Trong này có bột mì. Bây giờ tớ không thích cái mũi tớ đâu. Ôi, trông bạn trông thật là buồn cười. Betty, cho tớ vài giây được không? Bạn muốn gì?
Tớ chỉ muốn chỉ cho bạn một chút là bạn đã làm bẩn được thôi. À đây đây đây, tớ sẽ sửa nó ngay bây giờ. Đấy, như này tốt hơn nhiều. Nhân tiện thứ này sẽ lợi ích cho tớ. Ôi chắc rồi. Bây giờ chúng ta cần phải đi tắm đấy. Lúc sau nhá, bây giờ đấy là Jess. Ồ, bên trong quả bom này có cái gì đó rất là hay ho. Tớ cảm nhận được điều đó, bây giờ chúng ta sẽ thấy mọi thứ thôi. Ồ, wow, có bao nhiêu là kẹo thế này. Tớ không biết điều đó rằng là tớ sẽ may mắn như này. Ôi, Mary, ăn đi. Ôi, ngon thật đấy, thật tốt khi đồ ngọt đến tay rồi. Bạn cho phép mình làm cái gì vậy? Đây là thức ăn của tớ. Thôi được rồi. Như này này. Tớ sẽ lấy cái ống hút lớn và ăn mọi người thứ ngay bây giờ. Điều chính là các bạn sẽ không ăn được cái gì. Ê, thật là không công bằng. Tất nhiên là công bằng rồi, đây là đồ của tớ mà. Thôi được rồi, đồ tham lam. Nhằm nhằm. Ôi không, hãy nói với tớ rằng đây là mơ đi. Thật không may mắn, ớt của tớ trông thật ra. Ôi ít nhất là của cậu còn bé, của tớ thì sắp phát điên rồi đây. Nhìn đây, các bạn đều may mắn so với tớ đấy. Tớ sẽ không bao giờ có thể ăn được nó đâu. Ôi các bạn bắt đầu đi. Được rồi, cứ như vậy đi. Tớ sẽ cho bạn một ví dụ điển hình. Thật là may, ớt này không quá to và chỉ cần cắn một miếng là có thể ăn được. Mẹ ơi, cay quá. Hóa ra như này cũng đủ nhận được cái ớt của nó rồi. Ôi trời ạ, à, như này tốt hơn nhiều. Ôi, luôn sẵn sàng để phòng đá với những tình huống như vậy. Trời ạ, à, tớ sợ quá. Kiên nhẫn đi Betty, chúng tớ tin vào bạn. Được rồi, tớ sẽ cố gắng đáp bức kỳ vọng của các bạn. Thú nhận, tớ nghĩ là nó sẽ rất là khó. Tớ sẽ cố gắng ăn nó càng sớm càng tốt. Tớ nghĩ không đáng để làm này đâu. Ồ, không đáng sợ như tớ nghĩ. Tớ không muốn làm bạn sợ, nhưng mà bạn đang bốc hơi từ tai ra đấy. Ôi trời ơi, có vẻ như bắt đầu rồi. Ôi, tớ cần uống nước lạnh. Ôi. Ôi, hoạt động rồi, tớ cảm thấy tốt hơn. Cảm ơn cậu nhé. Ôi, chúng ta cần chúc Mary may mắn thôi. Ôi, bắt đầu đi. Nếu nói thì tớ không vui đâu. Nhưng mà tớ có thể ăn. Tớ sẽ ăn nó càng nhanh càng tốt. Cho đến nay mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tớ không cay gì cả, hy vọng điều này sẽ tiếp tục. Ôi không, có vẻ như bắt đầu rồi. Tớ sắp bốc lửa rồi. Trời ạ, à, tớ cần hỗ trợ ngay lập tức. Ôi, nước, tớ rất cần. Ôi, trời này vui quá. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy không? Cho thấy thêm nước. Trời ạ, à, tớ không thở được. Ôi, tiếng ồn gì vậy? Có vẻ như chúng ta đã cuốn theo nghịch rồi, cần phải cấp cháy. Ôi, cuối cùng cũng rồi. Trời ạ, tớ cứ nghe tớ sẽ không đợi được các bạn nữa. Ôi, không còn gì nữa đâu, tớ đã đến rồi. Ôi, một chiếc bánh thật là đáng yêu. Rất là đáng yêu luôn. Ôi, chiếc bánh này mới được này. Đây mới gọi là chiếc bánh. Trời ạ, những trò của bạn là không được đâu. Như này mới tuyệt đây này, tớ thật may mắn. Dừng lại. Theo truyền thống, tớ sẽ bắt đầu bởi vì tớ có phần nhỏ nhất. Bạn biết đấy, tớ không khó chịu chút nào bởi vì trông nó rất là dễ thương và mùi rất là tuyệt vời. Ồ, wow, kem ngọt lắm sao. Ôi, chiếc bánh này ngon thật quá đi mất. Ôi, sự kết hợp hoàn hảo, tớ không thể nào mà dừng lại được. Tớ sẽ ăn đến miếng cuối cùng luôn. Ôi, làm ơn nhanh lên, tớ chảy cả nước miếng rồi đây này. Ê, từ từ đã, tớ tận hưởng. Xong rồi, bây giờ tớ đã xong. Ôi, tuyệt quá, chiếc lưỡi xanh của cậu sẽ khiến tớ nhớ đến món này trong thời gian dài đấy. Mary, đấy là cậu rồi đấy. Tớ nghĩ tốt hơn tớ nên dùng dao và dĩa. Chờ đã, tớ phải cắt hai ghi của tớ ra sao? Nhưng mà tớ không thể bởi vì nó quá đẹp. Tớ không biết làm gì bây giờ, nhưng mà tớ biết rồi, tớ sẽ bắt đầu thử từ kem. Tớ sẽ thử một chút thôi. Ôi, nó ngon quá. Jess đã nói đúng. Ôi, tiếp tục với phần như vậy nhá. Tớ sẽ ăn như vậy. Tớ nghĩ là cái này sẽ rất là lâu đây. Bạn có thể ăn nhanh lên được không? Mary cũng nghe thấy không? Nhanh lên, tớ không chờ được nữa rồi. Thôi được rồi, xin lỗi nhưng mà tớ không thể nào mà kiềm chế được nữa. Tớ phải làm cậu ăn nhanh hơn thôi.
Cái gì đấy dính ở mặt tớ vậy? Ôi, trời ạ, Haigi-waigi mắt của nó. Ôi, hỏng hết rồi. Ôi, nhưng mà nó ngon quá. Ôi, cần phải thử nó ngay bây giờ. Trời ạ, tại sao tớ lại làm lâu như vậy chứ? Thấy chưa, tớ đã giúp cậu rồi mà. Cuối cùng cũng đến lượt tớ. Trời ạ, tớ đã chờ đợi điều này bao nhiêu lâu rồi. Tớ muốn đặt nó nến đây, bởi vì nó sẽ làm không khí ngày lễ. Nhìn nó đẹp làm sao. Ôi, xin chúc mừng Betty. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Tớ rất vui vì tất cả các bạn đã ở đây. À, tớ suýt thì quên mất. Tớ cần phần đãi các bạn chiếc bánh của mình. Đây của các bạn đây. Ôi, mỗi người một miếng nhá. Tớ không tiếc gì cho các bạn cả. Và tớ cũng muốn một miếng cho mình nữa. Ôi, tớ sợ cứ tiếp tục như vậy tớ sẽ không thử được món bánh của mình. Nhưng mà tớ đã mong đợi mà. Ôi không, trời à, xảy ra chuyện mà tớ đã sợ. Ôi, buồn quá. Không sao, tớ sẽ ăn nó như thế này vậy. Ôi, nó ngon lắm sao. Trời à, tại sao tớ có thể cho mọi thứ đi chứ? Thật là buồn khi tớ đã làm như vậy. Nhưng mà, không sao. Ê, chơi thăm đâu. Tớ có một món quà cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều, nó thật là dễ thương. Có cái gì đấy? Ôi, trời ơi, đây là Haigi-waigi. Wow. Ôi, tớ có thể giữ nó như một vật kỷ niệm và không phải là một chiếc bánh. Bạn sẽ chọn những gì? Phần lớn những thứ khó chịu hay là phần nhỏ những đồ ngọt? Hãy viết câu trả lời của bạn trong phần bình luận ngay sau khi xem những cảnh hài hước còn lại nhé. Đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.